Xin chào, chúng tôi là Anh Quốc Bros. Xin chào mọi người, hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu một anh em ruột. Không phải Hàn Quốc. À, không phải là Hàn Quốc. Không phải là Hàn Quốc, mà là anh em ruột Việt Nam. Chắc là chúng mình đã xem một video. Có mặt chứ. Britain's Got Talent. Britain's Got Talent. Quốc cư và Quốc cư 님이랑 Quốc nghiệp 님이랑 Ba bảy và ba hai. Mắt áo trắng. Mắt áo trắng. Cái đó là 2016. Ồ, 이게 색소로 산 거구나. 별로 lắm vậy đấy chứ. Ấn tượng và chúng mình đã nghĩ sẽ reaction về đó. Lúc đó không làm. Lúc đó không làm. Không làm mà bây giờ không phải là reaction về cái đó mà là năm ngoài, 벌써 1년이 됐네. Christmas Eve. 아. 다 có một kỷ lục mới. 아. Của Guinness. Acrobatic Vietnamese Brothers. New Guinness World Record. 눌러 눌러 아 climbed 100 step in 53 seconds. 53초 만에 100개의 계단을 올라간 거야. 100개의 계단을 올라가는 게 도전이야? 아니 100개의 계단 아무튼 물론 이렇게 올라가는 건 힘들겠지만 아니 그냥 100개의 계단 올라가려 해도 내가 봤을 때 53초 안에 겨우겨우 올라갈걸? 아 그럴 수도 있겠다. 근데 머리에 사람 한 명을 입고 아 그거 아우 그건 컴들 어 컴들 컴퓨터스 컴들 어 좋아 어 맞다 그분들이 그거였지 어 그리고 이분들이 아 저거는 안 되지 무이벅 느아 하이콘 무이사오 2016년보다 10개의 계단을 더 올라간 거야. 그래서 중만 SM 쭉 What's amazing is that everyone's flying into the 예전 영상 하이콘 무이사오 What is this a jacuzzi? 좀 중요한 부분만 봐. 오프닝 한번 보고. Hello. Hello. We are Zeng Brothers. Zeng Brothers. We are from Vietnam. Okay. 어, Zeng Brothers라고 하는구나. 우리는 Joy Brothers라고 해야 되나? 그렇지. Really 야, 이거 한국 브로스. 한국 브라더스. A Vietnam's Got Talent? Yes, we have Vietnam Got Talent. And have you been on that? No, because this is the biggest show in the world and we would like to perform for Roger Fan. 아, 이 만족스러워하는 표정. Take the stage. Thank you very much. Thank you. 엄청 집중하고 계셔 우리 계단. 잘라줘. 혀. 야 오랜만에 봤는데도 이게 신기하다. 와. 오랜만에 봤는데도 샷! 야 이거는 목이 아프지 않을까? 아우 나오고 잠깐만 야 넙쯤 아 야 근데 이게 오오오 진짜 신기하겠다. 근데 이렇게 해서 여기 딱 멈추니까. 근데 이게 약간 이런 스티커가 있는 건가? 아니면 이게 자석이 딱 여기 자석이 있는 건가? 마그네틱 아일랜드. 딘딘 이런. 한별 나는 아니. 아넴 로드. 오케이. 빠이저 중국 세 샘트 기네스. 기록만? 아. 스페인의 상당히 아 멋있다. 꼬직형만 유럽 간 거네. 진짜 어. 크리스마스 이브였다. 어. 한 계단에 50cm. 못벅 라 남미cm. 어, 그 최소 앞으로만도 50m를 가는 거야. 와. 그리고 여기 원래 90개밖에 없어서 10개 더 설치. 아, 내 기록 뭘? 아, 뭐가 불 것 같아, 진짜. 어, 셀라 나오고.
어우 야 멋있다. 거우장 아우사이바 거우장 마우다 비엣남 와 비엣남 어 Let's go! 근데 이게 어 되게 빨리 아니 그냥 천천히 가질 않네? 남무이바서이 좀 남무이바서이 아 그냥 걸어가는 거네 2분보다 빨리 가는데? 그니까 아 이게 근데 쉽다고? 아 어렵겠다 짝 커 와 와, 그 응어의 얀헌 응어의 번튼. 어. 아, 그럼 중간에 길이가 또 길이가 있네. 있지. 어, 길이 있네. 있네. 오, 아일라 커헌 유이 보아클라 젠. 엔타이티 젠 젠 커헌. 아, 젠 커헌. 응어이, 자, 바, 남, 사우. 바이 땀 진 물 아 아니 이게 안 떨어지는 게 난 아니 자석이 있나 와 와 근데 표정은 밑에 계신 분이 더 힘들어 보이는데 아니 근데 중심 잡기가 어렵잖아 위에서 어 위에서 멋있다. 근데 아까는 양 브라더스였잖아. 어, 양 브라더스. 근데 왜 이제 뭐 성함이 꼭상 있는 거 아닐까? 사실 sự là bây giờ là cảm xúc của quốc tử nghiệp đã quá dâng trào bởi vì mình không nghĩ được là mình đã làm tốt đến như vậy và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, động viên và ủng hộ tinh thần cho quốc tử quốc nghiệp. Bây giờ ủng hộ nữa. Quốc tử quốc nghiệp đã làm thành công. Và chiến thắng này, những danh dự này là thuộc về tất cả mọi người. Hy vọng là cái thành công này của quốc tử quốc nghiệp sẽ được lan tỏa, sẽ được chia sẻ với tất cả mọi người. Hiện tại thì dịch bệnh Covid đang hoành hành trên toàn thế giới. Hy vọng với cái năng lượng này sẽ giúp cho mọi người có một phần nào đó để làm cho năng lượng này giúp cho tất cả mọi người và có một cái năng lượng dồi dào như cuộc sống bình thường. Cảm ơn gia đình, cảm ơn vợ con, cảm ơn đại gia đình của họ Giang và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa đã cho quốc cơ một cảm giác thật là tuyệt vời và đứng ở trên đây thật tự hào để nói mọi người là Việt Nam chúng ta đã chiến thắng. Việt Nam có lên. 우리 나중에 그 콜라보 안 되나? 한콕 브라더스 한번 배우는 걸로? 아 배우는 건 안 되지 아 배우는 걸로 하면 해야지 그러면 뭐하러 콜라보를 해 형이 밑에? 하면은 형이 밑에 할 거야 미안. 밑에가 나을 거 같은데 아 너가 밑에를 해야 돼 내가 밑에? 너가 밑에를 이렇게? 너 형이 그럼 이거 이렇게 해야 돼 너 Anh Quốc cơ và anh Quốc Nghiệp. Nếu mà xem video này thì hãy viết comment nha. Chúng mình rất là vinh dự. Nếu mà hợp tác được thì rất là vinh dự. Mình cảm thấy là video này, anh cảm thấy video này là giống như là cố vũ tất cả người Việt Nam. Giống như lúc trước chúng mình cũng xem một video về Việt Nam. À, Hoa hậu. Miss Grand Việt Nam. 뭔가를 딱 성공시키는 그런 거에서 이제 모든 사람들한테 약간 에너지를 주는 맞아요. 힘을 주는 약간 그런 일인 것 같아서 더 즐겁게 봤습니다. 맞습니다. 오케이, 각반 너의 내용 각반 궁금 커이 뜨하오 디 하이저 중문 꼬맨 유 바 등권 subscribe 겐 영창자의 한국 영 감옥 각반 중 또라 영창자의 한국 담빛 내용과 그 기록 기네스 티 có thưởng hả? Mình nghĩ nói có được tiền đúng không? Giải thưởng là tiền. Giải là tiền mà. Guinness chỉ là vinh dự thôi à? Vinh dự và tiền á, nhưng mà tiền không lớn. Chỉ có vinh dự thôi thì. Nổi tiếng mà được nổi tiếng mà. Cái đó không có vinh dự cả. Vậy à? Vinh dự thì phải có tiền chứ. Vinh dự và tiền cùng nhau mà.